tại sao chúng ta có một cái buổi tiệc ngủ như thế này tại nhà của Hằng Sara. Em rất là muốn được chia sẻ tâm sự với mọi người. Có phải là bà sắp ra bài bà mới làm cái chuyện này không nhỉ? Hằng Sara Hồ Chí Minh. Cái này gọi là phong cách. Đúng rồi, phong cách. Ai sợ thì đi về. Cái giai đoạn mà em sang Việt Nam á, không bạn ấy thích hết rồi. Người ta bảo là người ta chỉ xem là người em gái. Ê, hey, giống bài nụ hôn đánh rơi. Anh tên gì vậy? Ha? Nên có thêm một cái luật là nếu như vậy thì mình sẽ đi tù. Sẽ đi tù. Phát hiện nhắn tin với ba cô gái trên cùng một lúc. Phạt tù từ 3 năm đến 2 năm. Cô 8 đến 6 mũi. Sau mũi nhìn thì đẹp nhưng sờ thì khô. Cô 18 cộng quá rồi mọi người ơi. Quay trở lại đây. Cái việc mà 6 múi hay là bụng mỡ hay trí thức nó không quan trọng bằng cái việc là mình có tình cảm với người đấy hay không. Cũng suy nghĩ của Hasara. Gu tao hay gu mày à, mày ý kiến mày à? Trong suốt quãng thời gian đầu tiên ở Sài Gòn đấy, anh thường xuyên phải đi vay tiền. Vay tiền những người bạn bè xung quanh, những người đồng nghiệp cũ ở quê. Mọi thứ em sẵn sàng đương đầu được nhưng chỉ có nhớ nhà thì không. Hết tiền mình cũng tủi thân, mình cũng nhớ nhà. Ở ngoài đường người ta đối xử không tốt với mình cũng nhớ nhà. Cái lúc mà em mới bắt đầu tự lập, em ngồi ăn cơm một mình em cũng tự khóc. Mọi người phải biết ơn với những gì mình đang có. Mọi người đang sống ở một cái đất nước mà xoài rất là ngon. Tại sao mọi người lại ăn hộp vịt lộn? Ô ngon mà. Trời ơi, ta một lần ba chứ. Đấy là em bé.